Cúng giao thừa, tuyệt đối cấm làm ba việc kiêng kỵ này, kẻo mất hết phước lộc, tiền vàng đổi nón ra đi. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Lời đầu tiên thì kính chúc quý vị và các bạn phát tài, phát lộc, phú quý, giàu sang, gia đạo luôn bình an, hạnh phúc. Quý vị thân mến, nghi thức cúng giao thừa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và quan trọng đối với người Việt Nam. Lễ cúng này còn thường được gọi là lễ cúng trừ tịch hay tống cụ nghinh tân, tiễn biệt các vị thần của năm cũ và đón chào các vị thần trong năm mới. Khi thực hiện lễ cúng này thì có những điều cấm kỵ mà gia chủ tuyệt đối không được phạm phải, kẻo năm mới xui xẻo, quấn thân, tiền bạc trôi sạch. Chi tiết sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Đầu tiên là chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của lễ cúng giao thừa. Giao thừa chính là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Theo quan niệm của người dân Việt Nam vào đêm giao thừa thì cúng giao thừa chính là một trong những phong tục truyền thống không thể thiếu. Lễ cúng giao thừa còn gọi là lễ trừ tịch, thường được tiến hành vào giờ Tý, tương đương là từ 23 giờ đêm giao thừa đến 1 giờ sáng ngày mùng 1 Tết. Lễ cúng giao thừa trong dân gian có ý nghĩa là tống cựu nghinh tân, chủ về gác lại cho qua đi các chuyện cũ và đón nhận những điều mới mẻ, khởi sắc hơn vào năm mới. Cũng theo quan niệm tâm linh truyền thống, vào thời khắc chuyển giao trong đêm giao thừa, các vị thần tiên cai quản cũng làm các thủ tục bàn giao giữa năm cũ và năm mới. Vì điều này, mâm cúng giao thừa được thắp lên với lòng thành nhằm tiễn đưa các vị đương niên chi thần cai quản năm cũ và đón các vị quan hành khiển trong năm mới xuống. Với ý nghĩa đặc biệt đó thì trong đêm giao thừa, bạn cũng nên tránh những điều kiêng kỵ này để gia đình may mắn, bình an trong năm mới. Thứ nhất là đốt tiền âm phủ. Theo quan niệm của người xưa, cứ hết năm là vị thần cũ sẽ bàn giao lại công việc cho vị thần mới vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Bởi vậy mà lễ cúng giao thừa chính là lễ để mà gia chủ tiễn vị thần cũ và đón vị thần mới. Vì vậy mà chúng ta không cần phải đốt tiền vàng mã, vì đốt thì các ngài cũng không nhận được. Cũng theo chuyên gia phong thủy cho rằng là ngày nay có rất nhiều những âm hồn lãng vãng, vì vậy nếu mà chúng ta đốt tiền âm phủ thì chẳng khác nào là tự biến nhà mình thành tâm điểm cho những vòng âm lang thang. Thứ hai là làm lễ trong nhà trước rồi mới lễ ngoài trời. Thực ra là có rất nhiều người thường cúng gia tiên trước rồi mới làm lễ ở ngoài trời. Mỗi năm có một vị hành khiển vào đúng lúc giao thừa thì các ngài mới hạ phàm để mà tiếp quản nhận nhiệm vụ mới. Vì vậy mà nhiều người cho rằng là mình phải làm lễ báo cáo gia tiên với các vị thần trong nhà trước rồi mới được tiễn thần đi. Tuy nhiên là các chuyên gia phong thủy cho biết thời khắc giao thừa các gia đình phải làm lễ ở ngoài trời trước, bởi đây không chỉ là lễ tiễn thần mà còn là lễ đón quan hành khiển mới vào nhà. Lễ cúng trong nhà là để báo cáo với ngài, với gia tiên dòng tộc cũng như là những mong ước trong năm mới của gia chủ. Bởi vậy nếu mà chúng ta cúng trong nhà trước thì sau này khi mà vị quan hành khiển mới được đón vào nhà sẽ không biết đâu là người nhà mà phù hộ che chở. Hơn nữa làm như vậy là không xem trọng vị quan hành khiển mới. Thứ ba là đồ chay mặn, hoa quả cúng lẫn với nhau. Theo chuyên gia nghiên cứu tâm linh, giao thừa các gia đình không cần thiết phải bày quá nhiều đồ cúng ở mâm cúng ngoài trời. Mọi người nhất định phải tránh việc là để lẫn đồ cúng chay mặn, hoa quả. Chẳng hạn như là khi làm lễ cúng ngoài trời thì chỉ cần cúng hoa quả và chè nước trụ thôi, chứ không cần phải đồ mặn. Gà trống hay là xôi chè thì nên để ở mâm cơm trong nhà. Bởi đây là lúc vị thần mới và cũ bàn giao công việc với nhau nên thường lại diễn ra hết sức nhanh chóng. Các vị chỉ cần biết gia chủ có lòng thành là được. Còn mâm cơm trong nhà là mâm lễ cúng gia tiên và báo cáo với vị thần mới tiếp quản gia đình bạn. Vì vậy, mâm này mới cần bày đẹp, đồ ăn ngon. Tuy nhiên là gia chủ không được để lẫn món ăn chay với mặn vì như thế là xúc phạm thánh thần. Quý vị thân mến, lễ cúng giao thừa là một trong những nghi lễ quan trọng không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên là việc cúng trong đêm giao thừa như thế nào, mâm cúng giao thừa gồm những gì, cúng giao thừa vào thời điểm nào là điều mà không phải ai cũng biết. Sau đây thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nghi lễ cúng giao thừa đúng chuẩn nhất để mà tránh đi vận xui, nhận nhiều may mắn trong dịp năm mới nhé. Thứ nhất là lễ cúng giao thừa thực hiện vào giờ nào?
lễ cúng giao thừa tốt nhất là nên tiến hành trong thời gian từ 23 giờ đêm 30 cho đến 1 giờ sáng mùng 1. Nghi lễ phải hoàn thành trước 1 giờ sáng ngày mùng 1. Vì vậy, để lễ cúng diễn ra không quá gấp gáp và đúng nghi thức, gia chủ cần chuẩn bị kỹ lưỡng lễ vật. Thứ hai, nghi thức cúng giao thừa đầy đủ gồm những công việc gì? Tổng thể lễ này gồm hai phần: phần lễ thần linh gia tiên trong nhà, phần lễ nghênh thái tuế và quan hành khiển ngoài sân. Phần lễ thần linh gia tiên trong nhà với mục đích báo cáo với thần linh gia tiên, các chư vị tôn thần trong nhà và hội đồng gia tiên về thời khắc chuyển sang năm mới. Cảm tạ công đức của tôn thần, xin phép tiễn biệt năm cũ nghênh đón năm mới, cầu mong tài lộc may mắn trong năm mới. Phần lễ nghênh đón thái tuế và quan hành khiển tào phán quan. Lễ này được làm ngoài sân, ngoài trời với mục đích là nghênh rước quan mới cai quản trong năm, cầu tài lộc che chở của các ngài để có năm mới bình an. Thứ ba là chuẩn bị đồ lễ cúng giao thừa. Cúng giao thừa là nghi lễ quan trọng chỉ thực hiện một lần trong năm, được thực hiện vào thời điểm ban đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nên gia chủ cần có sự chuẩn bị chu đáo, không chỉ là về các bước thực hiện mà còn là về những đồ lễ vật cần có để mà nghi thức cúng diễn ra thuận lợi, để không xảy ra trường hợp là thiếu thốn lễ vật hoặc là đến khi gần cúng rồi mới phát sinh thêm đồ. Gia chủ cần có sự chuẩn bị kỹ càng từ ngày cuối năm theo danh sách được lên từ trước. Chúng ta cần chuẩn bị hai mâm cỗ cúng giao thừa, mâm cúng ngoài trời và mâm cúng trong nhà. Chuẩn bị mâm cúng giao thừa trong nhà. Mâm cúng giao thừa sẽ khác nhau tùy theo từng phong tục của mỗi vùng miền. Sau đây là mâm cúng giao thừa phổ biến nhất tại ba miền. Mâm cúng giao thừa ở miền Bắc. Mâm cúng giao thừa của người miền Bắc thường là những món ăn truyền thống bao gồm là bốn bát, bốn đĩa. Nếu mà cổ lớn hay gia đình có điều kiện thì bao gồm 6 bát, 6 đĩa hoặc là 8 bát, 8 đĩa. Thông thường là các món ăn đó là bát móng giò hầm măng, bát móng giò nấu thập cẩm, bát mọc, bát miếng nấu lòng gà, đĩa thịt gà luộc, đĩa giò luộc, đĩa nem, đĩa giò xào, đĩa nộm, đĩa hành muối, đĩa bánh chưng. Mâm cúng giao thừa ở miền Trung. Mâm cỗ cúng giao thừa ở miền Trung thường sẽ có cả bánh chưng và bánh tét. Ngoài ra thì mâm cỗ giao thừa còn bao gồm các món ăn khác như là đĩa dưa, món đĩa giò lụa Huế, đĩa thịt đông, đĩa gà bóp trâu trăm, đĩa chả Huế, đĩa thịt heo luộc, dưa giá, bát măng khô ninh, bát miếng, đĩa cá chiên, đĩa sam. Ở một số nơi tại miền Trung thì người ta còn làm nhiều món khác như là cuốn siết gỏi ngó sen, gỏi bào tử, bánh răng bừa, xa lách gân bò, chả tôm, nem lụi. Mâm cúng giao thừa ở miền Nam. Do đặc trưng thời tiết nắng nóng nên là mâm cỗ của người miền Nam thường ưu tiên các món nguội. Cụ thể là mâm cỗ cúng giao thừa của người miền Nam thì bao gồm canh măng tươi, canh khổ qua nhồi thịt, thịt kho hột vịt, gỏi tôm, thịt chả giò, dưa giá, củ cải, bánh tét ăn kèm, củ cải ngâm nước mắm. Bên cạnh đó cần chuẩn bị các lễ vật khác như là một đĩa trái cây gồm 5 loại quả, đèn dầu, một đĩa muối, một đĩa gạo, 3 hoặc là 5 ly trà, bánh mứt các loại tùy vào gia đình, một bình hoa tươi vàng mã, một đĩa trầu cau. Chuẩn bị mâm cúng giao thừa ngoài trời. Mâm cỗ cúng giao thừa ngoài trời gồm có một con gà trống hoa luộc nguyên con có màu cờ, mỏ ngậm bông hoa hồng, một đĩa xôi gất hoặc là bánh chưng, bánh kẹo, một mâm ngũ quả, rượu, trà, quả cau, lá trầu, một đĩa muối, một đĩa gạo, nhang đèn. Ngoài ra thì mâm cỗ cúng bao gồm các vật phẩm như là quần áo, mũ tùng, quan thần linh cùng với vàng tiền. Hiện nay có một số người quan niệm là năm con gì thì cúng con đấy, như là năm dậu thì cúng gà, năm sửu thì cúng trâu, hoặc lại có quan niệm rằng là năm con gì thì kiên cúng con đấy. Theo một số chuyên gia văn hóa thì quan niệm này không đúng, bởi theo tục lệ chỉ cần là có thịt động vật trên mâm cỗ là được. Cũng có gia đình làm cúng ngọt và chay, hương hoa, đèn nến, bánh kẹo, mứt tết và các loại đồ uống khác. Tùy điều kiện, mỗi gia đình thì có thể sắm lễ vật khác nhau, có thể chỉ là đĩa thịt lợn luộc, cần nhất vẫn là lòng thành các vị hành khiển, chỉ cần chứng nhận qua chén rượu nén hương, trong đó chứa đựng tấm lòng thành kính. Thứ tư là cúng giao thừa trong nhà hay là ngoài trời trước.
Theo quan niệm dân gian thì lễ cúng giao thừa ngoài trời cần làm trước nhằm mục đích là tống cụ nghên tân tiễn đưa quan hành khiển cũ đón rước quan hành khiển mới. Cổ cúng trong nhà là cổ cúng ông bà tổ tiên, còn cổ cúng ngoài trời là cúng trời cúng Phật. Ai cũng hy vọng rằng là qua thời khắc thiêng liêng đó thì năm cũ qua đi và năm mới đến, mong bình an và hạnh phúc, nên là mâm cỗ cúng giao thừa là lễ nghi truyền thống từ xưa đến nay bao đời. Các nghi thức cúng thì sẽ khấn vái ngoài trời, khấn Phật, khấn trời và các quan trước xin phù hộ, cầu dân an quốc thái, cầu cho gia đình sức khỏe bình an, thì sau đó mới vào lễ trong nhà cúng cho các vị thần, ông bà tổ tiên đã phù hộ cho gia đình thời gian qua. Riêng đối với các vị gia chủ sinh sống tại nhà chung cư thì do điều kiện về không gian hạn chế, không có sân vườn, ta cần cân nhắc để nghi thức được tiến hành sao cho phù hợp nhất. Chủ nhân căn hộ chung cư thì có thể bày một mâm cúng giao thừa trong nhà là được. Chú ý là cần mở cửa sổ lớn và cúng theo hướng ra ngoài để mà đón được thiên khí, đón được gió trời, ánh sáng tự nhiên. Trường hợp là gia chủ vẫn muốn cúng giao thừa ở chung cư chuẩn phong thủy thì ta có thể xuống dưới sân nhà của tòa chung cư để mà lên hương thỉnh lễ đúng vị trí tầng nhà mình. Điều quan trọng nhất khi mà cúng giao thừa ở nhà chung cư là thu được thiên khí, nắng, gió, ánh sáng thiên nhiên thì việc cúng giao thừa đã chuẩn chỉ. Thứ năm là các lưu ý khác khi mà thực hiện thủ tục cúng giao thừa. Phút giây chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là thời khắc được cho là thiêng liêng nhất của dân tộc ta, là thời điểm mà đánh dấu cột mốc một năm cũ trôi qua và chào đón một năm mới lại đến, với mong muốn là thuận lợi, vui vẻ, bình an, nên là được mọi người chuẩn bị kỹ càng từ mâm cỗ nghi thức văn khấn với những điều chú ý vào đêm giao thừa. Có một số lưu ý khi mà thực hiện thủ tục nghi lễ cúng giao thừa như sau. Chuẩn bị tươm tất mâm cúng, người ta hay nói là lễ nghi là tùy lòng thành, nên mâm cúng chủ yếu là thật tâm chứ không cần phải đầy đủ như là yêu cầu. Điều đó là đúng, nhưng mà cũng không cần phải vì thế mà được phép chuẩn bị sơ sài. Tùy theo từng văn hóa đặc trưng vùng miền thì sẽ có những mâm cỗ khác nhau, nhưng mà cơ bản thì sẽ có hương đèn, trà, rượu, muối, gạo, hoa quả, xôi, bánh chưng. Để có một năm mới gia đình luôn hạnh phúc trọn vẹn thì người ta thường quan niệm vào đêm giao thừa phải có đầy đủ con cháu cùng sum vầy đầy đủ để mà trước ông bà về ăn Tết cùng với gia đình. Vào đêm cúng giao thừa trong gia đình thì tránh tạo ra tiếng động lớn đổ vỡ. Mọi người trong gia đình phải vui vẻ, hòa thuận, đặc biệt là tránh cãi vã và to tiếng với nhau. Tránh tình trạng là khiến cả năm gặp điều không may mắn thì không nên soi gương vào đêm giao thừa vì sẽ có thể nhìn thấy ma quỷ. Quý vị thân mến, giao thừa là một trong những thời khắc thiêng liêng và đáng nhớ nhất của mỗi gia đình trong dịp đầu năm mới. Mỗi hoạt động trong đêm giao thừa đều ảnh hưởng lớn đến vận may, tài lộc và sức khỏe của mỗi cá nhân. Do đó, quý vị hãy ghi nhớ là những thông tin được chúng tôi chia sẻ trên đây và vận dụng chính xác để có một năm mới an khang thịnh vượng nhé. Thời lượng chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Nếu mà quý vị thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.